Hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh, từ năm 1965, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn bắt đầu chuyển sang lấy vận tải cơ giới làm chủ đạo. Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn chuyển hoạt động sang đất bạn Lào nhằm đáp ứng nhiệm vụ vận chuyển chiến lược cũng như cơ động binh đoàn vào miền Nam chiến đấu. Hàng nghìn xe vận tải cơ giới đã được cấp cho binh đoàn Trường Sơn, từ đó bộ đội xăng dầu được hình thành. Đến năm 1968, địch đánh phá rất ác liệt. Thế chúng ta phải thi công tuyến X-2 trước, là cái tuyến đấy là vì địch nó đánh vào tam giác lửa. Ba bến phà này địch nó đánh xe không qua lại được. Thế nếu mà chúng ta thi công ở tuyến trong trước thì không có xăng mà bơm. Trước tình hình đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị phải đảm bảo xăng dầu cho đoàn 559 hoạt động. Trước mắt phải làm đường ống vượt các trọng điểm đánh phá, nhưng sau đó phải làm đường ống vượt Trường Sơn vào càng sâu càng tốt. Thực hiện chỉ thị của Đại tướng, tháng 4 năm 1968, đơn vị đặc biệt mang tên Công trường X-42 có mật danh là Công trường 18, bao gồm 4 đại đội và 18 kỹ sư đảm nhận nhiệm vụ xây dựng hệ thống đường ống dẫn xăng dầu xuyên qua tuyến lửa khu 4. Tuyến này nằm gọn trong tam giác lửa. Ai đã từng sống ở đây thì biết là hết sức căng thẳng, hết sức ác liệt. Suốt ngày đêm, máy bay địch gầm rú trên bầu trời. Kho N2 ở Can Lộc bị địch đánh một ngày 4 tiếng. Nhằm ngăn chặn tuyến chi viện xăng dầu từ hậu phương cho chiến trường miền Nam, không quân Mỹ đã ngày đêm bắn phá, hòng làm tê liệt tuyến vận chuyển nguyên liệu của bộ đội đường ống. Công trường đã quyết định là phải chuyển nắn tuyến, tức là tuyến đang qua cái chỗ trọng điểm thì nắn tuyến ra xa trọng điểm. Thế mà chúng ta cũng đánh lừa địch là ngụy trang, làm cái tuyến cũ vẫn cũng cứ như là đang thi công thì địch không phát hiện được cái tuyến mới. Tính từ khi đặt chân trên tuyến vận tải quân sự Trường Sơn đến ngày toàn thắng, bộ đội đường ống Trường Sơn đã thi công quản lý vận hành 1.660 cây số tuyến ống, 60 kho xăng với trữ lượng 32.000 mét khối, chi viện cho chiến trường miền Nam 5,5 triệu mét khối nhiên liệu, trở thành huyết mạch cho cả cuộc chiến. Tuyến ống xăng dầu thì đi ra lòng đất, thế cho nên là chúng không bao giờ ngắt được dòng xăng của chúng ta, đảm bảo đầy đủ xăng dầu cho chiến trường, đã góp phần đánh bại cái chiến tranh cục bộ của Mỹ Ngụy và góp phần cùng toàn quân và toàn dân làm nên chiến thắng vĩ đại 30 tháng 4 và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đường ống của chúng tôi là vượt qua mọi địa hình cao điểm, sông suối để đưa xăng dầu lên phía trước. Bộ đội đường Trường Sơn là huyền thoại thì chính đường ống là huyền thoại trong huyền thoại. Là như thế.